Việt Coco, tinh hoa dừa Việt, tự hào thương hiệu quốc gia. Ngọc Thuận rất là vui được gặp lại tất cả quý vị. Chương trình Bếp Ngọt được phát sóng định kỳ vào lúc 17:10 trên kênh HTV9 vào mỗi chủ nhật hàng tuần, và được sự đồng hành của nhãn hàng Việt Coco, tinh hoa dừa Việt. Đầu bếp Ngọc Thuận, hay còn gọi là Chepo, là đầu bếp chuyên ngành bếp Á. Là diễn viên truyền hình nổi tiếng, hiện anh đang kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực, có niềm đam mê sáng tạo các món ăn Việt Nam. Không ngoại lệ, cũng giống như bao ngày khác, tại gian bếp Ngọt sẽ là những câu chuyện vui tươi, dí dỏm. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một diễn viên rất là trẻ trung nè, đẹp trai, cao to, lực lưỡng. Xin trân trọng giới thiệu diễn viên Tico Tiến Công. Chào Tico. Chào em, mời em. À, hôm nay hình như anh thấy em có vẻ là tập tành đồ dữ dằn đúng không? Rất là khác xa với hình ảnh gần đây anh nhìn thấy em. Chắc là cũng 2 năm rồi anh em mình mới gặp lại nhau rồi. Sau phim của Nước Ngọt Tẻ phần 2 thì lời đầu tiên thì Tico Tiến Công xin chào tất cả mọi người đang xem chương trình Bếp Ngọt. Ngày hôm nay thì chia sẻ với anh Thuận tí xíu là cái đầu mình gặp anh em mình làm việc nhau á thì tới ngày hôm nay thì em đã giảm được 20kg. Wow, đúng vậy, tại vì thấy Tico với bây giờ là khác xa một trời vực luôn đó. Anh nhớ cái đợt mà mình đóng đầu Nước Ngọt Tẻ phần 2 là cái mặt em nó bư vậy nè. Đúng rồi. Thì sau cái đợt đó là em muốn quyết tâm em giảm cân á, tại vì em coi phim em lên em coi phim trên TV em nói chết rồi, cái mặt em nó bư quá, nó tràn muốn hết cái màn hình luôn. Thì mẹ em cũng nói là trời ơi sao mà lâu lâu mới được đóng phim truyền hình mà phim lớn mà tại sao để cái mập đến như vậy, mặt bư quá. Ủa em nói gì đụng chạm tới anh á anh Thuận? Đâu có, cái mặt anh lúc nào nó cũng gọn gàng. Không, anh gọn mà. Ok rồi. Sau đó là em mới quyết tâm là em tập thể dục và đến ngày hôm nay thì em đã giảm được 20kg. Rồi, kính thưa quý vị, đó quý vị thấy không, một tấm gương cho sự phấn đấu ha. Giảm được hơn 20kg đó chứ, mà cơ bắp nữa chứ không phải là giảm ốm xuống đâu ha. Anh cũng vậy nữa đó, anh vẫn giữ là tinh thần lạc quan yêu đời. Không, anh Thuận để tay xuống đi, anh vẫn đẹp trai mà. Mặt anh gọn. Okay. Gọn, đẹp trai lắm. Ok. Đẹp trai vẫn đẹp trai. Đùa cho vui thôi chứ thật ra thì ngành làm bếp thì nó cũng tiếp xúc với nhiều đồ ăn thì nó có liên kết chút xíu cũng không sao cả. Nhưng mà anh nhìn em thấy em ngày hôm nay nha, anh thấy đúng là một nỗ lực đáng khen cho em luôn đó nha. Em cũng chia sẻ với anh Thuận luôn cái việc mà bếp, mỗi lần em đi quay chương trình bếp em rất thích, tại vì ba em làm đầu bếp. Mập là lý do là gì, ở nhà em ai cũng nấu đồ ăn ngon hết, nhà em có truyền thống là làm bếp. Ngày xưa gia đình em có mở nhà hàng luôn. Dạ. Chỉ có đời tới em là em không biết nấu thôi, em chỉ biết ăn thôi anh ạ. Cái kì. Có nghĩa là em biết nấu nhưng mà em làm biếng nấu em. Nhưng mà em được bù lại là em có một cái gọi là cái vị giác rất là tốt, em nêm nếm rất là ngon. Chà, vậy chút nữa anh để em nêm hết luôn. Thôi anh nêm đi, em ăn được rồi, được không? Nếu mà thí dụ những ngành nghề khác đi thì mình có thể là nó không phù hợp, nhưng bếp là hầu như là mình tiếp cận mỗi ngày. Mình nhiều khi mình đi ra đi vô mình cũng phải tiếp cận ngang gian bếp nữa, nhưng mà mình không có một chút cảm xúc gì với nó à. Anh cũng biết là khi mà một cái con người mà không có đam mê về bếp nó khó lắm. Em lại đam mê về nghệ thuật nhiều hơn, từ nhỏ em đã tham gia những cái chương trình nghệ thuật rồi. Còn em lại không có quan tâm tới chuyện bếp, nhưng mà em cũng nấu rất là ngon. Hồi xưa em đi học nghề em được giỏi lắm chứ bộ. Vậy hả? Học nghề mà nấu nướng là hơi bị giỏi luôn. Vậy đó. Là ba của em vẫn đang còn ở làm. Dạ đúng rồi, ba em vẫn đang làm nhà hàng. Con chào thầy, nếu như thầy có xem chương trình này nha, chào thầy, nhiều khi là thầy của anh. Thì ngày hôm nay anh em tới đây thì gặp nhau nè, trò chuyện nè. Nhưng mà ngày hôm nay em tập tành rồi ăn uống gì thì em có phải kiêng cữ rồi nhiều không? Hay là mình ăn thoải mái em luôn? Em thì không có kiêng cái gì hết. Tại vì đa phần là em chỉ có việc là em ăn bình thường như mọi người. Tại vì em một ngày em tập hơn mọi người rất là nhiều. Một ngày em tập tới 3 tiếng rưỡi lần. Wow. Và nên là cái cữ ăn của em thì em chỉ thay cái cơm bình thường của mình bằng có thể là em ăn khoai lang, yến mạch hoặc là em ăn gạo lứt vậy thôi. Hôm nay em rất là tò mò, không biết là ngày hôm nay anh sẽ nấu món gì cho em. Chúng ta sẽ cùng vô bếp nha. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị hãy cùng Thuận và Tico Tiến Công tiến thẳng vào bếp để xem món bí mật đó là gì nha. Hồi nãy em nói thịt gà, thích thịt gà đúng không? Rồi anh. Bây giờ anh cho em ăn thịt ếch salad. Ăn ếch cũng đâu có mập đâu, nhưng mà anh nhìn tự nhiên bữa nay chương trình biết em tới hay sao á, nhìn con ếch là thấy cơ bắp rồi, thấy không? Vậy hả? Nhìn con ếch như là mấy streamer vậy đó. Trời ơi, nhìn con ếch giống như là Tiến Công luôn. Nè, bắp tay một cơ không nè, anh thấy không? Nè, bắp tay cũng ngang ngửa nè. Hay quá thì cô ơi, đúng là con nấu bếp và thì con nấu bếp không biết nấu, nhưng mà cũng phải biết sơ chế nguyên liệu chứ. Kính thưa quý vị, chúng ta đang gặp gỡ một truyền nhân rất là xuất sắc nha. Vừa tính tới ngon ha. Thịt ếch rất là dai. Ừ. Mà nó thấm gia vị cực kỳ luôn. Ừ. Ngon quá.
Cái này thì anh em mình ăn không. Nếu em nghĩ là cái này mà ngon hơn nữa, mình có thể miếng bún nè, hoặc là bánh mì. Nếu mà em ăn kiêng thì em sẽ có thể ăn chung với yến mạch. Yến mạch em sẽ pha ra kiểu như lẫn lẫn như cháo vậy đó. Em ăn cùng kèm cái này hoặc là ăn bánh mì đen cũng rất là ngon luôn á. Ngon không? Đúng rồi. Kính thưa quý vị, hai anh em có Thuận và cô Tiến Công đang ở trong gian bếp ngọt. Làm gì đây? Làm gì à? Đơn giản thôi, chúng tôi chuẩn bị làm món ếch xào lăng. Hồi nãy em nói thịt gà, thích thịt gà đúng không? Anh, bây giờ anh cho em ăn thịt ếch xào lăng. Ăn ếch cũng đâu có mập đâu, nhưng mà anh nhìn tự nhiên bữa nay chương trình biết em tới hay sao á, nhìn con ếch đã thấy cơ bắp rồi, thấy không? Vậy hả? Nhìn con ếch như là mấy như streamer vậy đó. Ôi, nhìn con ếch giống như là Tiến Công nè, luôn. Nè, bắp tay một cơ không nè, thấy không? Nè, bắp tay cũng ngang ngửa nè. Quá dữ luôn. Chương trình mà hôm nay là biết em tới nên là cho em ăn món ếch này, thì em nghĩ là cái món ếch này á, đặc biệt điều đầu tiên nha là ăn không mập. Thịt ếch ăn không mập và đặc biệt rất là ngon nữa. Để coi ngày hôm nay anh làm gì anh Thuận? Cơ bắp hả? Coi tay anh Thuận. Hồi xưa còn. Bây giờ nó hơi mỡ nha. Em đụng vô thấy hơi mỡ nè. Rồi, để làm món ếch này ha, mình tập trung vào nấu nướng đi Tiến Công. Thưa quý vị, là chúng ta làm món ếch xào lăng thì chúng ta sẽ sử dụng một cái chảo đi ha. Dạ. Chảo to như vậy để mình làm món ếch xào lăng. Trước tiên con ếch nó dài sòng sọc như vậy thì mình cắt nó ra đi. Con ếch này cái đùi nó to ghê luôn anh. Đúng rồi. Em thích nha, em thích kìa. Cái món này thì mình không có sử dụng cái phần da hả? Có nhiều người thì người ta không ăn da được. Có nhiều người lại rất thích ăn da. Em rất thích ăn da luôn, tại vì cái da ếch rất là ngon. Anh cũng rất thích, nhưng mà mình số đông đi ha. Dạ. Mình theo số đông đi. Mình sẽ làm ếch không da nè. Bình thường em ăn ếch mà nướng em thích để da cực kỳ luôn. Thí dụ em đi ra chợ mua ếch kiểu này thì anh có cái chia sẻ về để em có thể ra ngoài em lựa được con ếch ngon anh nhỉ? Ếch ngon thì là nên lựa những con ếch đồng. Dạ. Ếch đồng nó không to quá đâu, ngon hơn nhiều con ếch nuôi. Cái nói chung ếch đồng thì nó chất lượng hơn là ếch nuôi. Dạ. Bình thường không biết là mọi người ăn ếch như thế nào, em thích ăn ếch xong á, cái phần mà cái xương của con ếch, cái đầu trắng trắng anh. Nhai. Ồ, em thích ăn cái đó lắm luôn á, tại vì nó giòn giòn sực sực á. Nhiều người ăn người ta sẽ bỏ qua cái phần đó, còn em lại nhai luôn cái phần đó. Ok, anh là nhai cái phần đó đó. Bây giờ mình sẽ làm cái phần hương, tạo mùi hương và mình ướp ếch luôn. Để mình bắt tay vô nấu luôn. Bật bếp lên cho và mình sử dụng dầu dừa của Vietcoco. Ok. Đây là dầu dừa nguyên chất ha, không có cholesterol, rất tốt cho sức khỏe. Em thì ở nhà khi mà em ăn kiêng em cũng ăn một là dầu dừa, hai là dầu ô liu. Rồi, trước tiên thì mình sẽ để chảo hơi nóng ha. Em thấy cái món này là nó hơi có nhiều gia vị anh ha. Đúng rồi. Rất là nhiều gia vị. Xà lăng này lúc nào nó cũng nhiều gia vị hết nè. Tỏi nè. Thứ nhất là nó khử cái mùi ớt nè. Thứ hai là nó tạo được cái mùi thơm nữa. Mình cho tỏi trước, sau đó là cái hành tím. Để hành. Ok. Mới để cho một cái là cái mùi dầu dừa nó hòa quyện với lại cái tỏi với hành tím nó rất là thơm luôn. Đúng rồi. Dầu dừa của Vietcoco thì cái mùi thơm dạ, đúng rồi. Rất là tự nó, nhiên. Nó nghe mùi thơm dầu dừa liền luôn. Rồi mình sẽ cho xả băm luôn ha. Xả băm vô đây luôn. Mình sẽ cho một xíu bột cà ri vào đây ha. Bột cà ri. Cái bột cà ri này mình cho với là số lượng bao nhiêu nhỉ? Khoảng một muỗng ha. Tại vì em thấy có nhiều người ta nhỏ. Không ăn được cái mùi bột cà ri. Đúng rồi, khoảng một muỗng nhỏ thôi. Ok, lúc mình cho bột cà ri vô thì mình tắt cái bếp đi. Cái bột cà ri không những là khi mà vào cái món ăn này nó sẽ làm cái món ếch rất là thơm và đặc biệt là cái màu rất là đẹp. Rồi. Này mình sẽ cho ếch vào. Cho hết đây khoảng 1 ký ếch. Ok. Nếu rồi. Mình có thời gian mà kiểu ở nhà làm á thì mình xào cái phần này sau đó mình ướp cái này mình để 30 phút. Nó đấy, sẽ thấm và ngon hơn. Anh đang làm luôn đây. Dạ. Đó, mình dùng cái sức nóng lúc nãy đó. Mình xào sơn nó ha. Tiếp đó thì mình sẽ nêm vào đây chút xíu đường nè. Một muỗng nhỏ muối rồi. Nước mắm anh. Đúng rồi, nước mắm một muỗng luôn. Đặc biệt những cái món này thì phải có nước mắm vào tí xíu thì nó sẽ dậy mùi rất là nhiều. Khoảng nửa muỗng cà phê vị hương. Ok. Đảo đều lên. Cái mùi ngũ vị hương vừa bỏ vô cái là thơm liền. Cái mùi sọc lên rất là thơm luôn. Đây
Nếu có thời gian thì mình ướp nó đây khoảng là 30 phút. Sau đó mình sẽ nếu ở nhà thì mình cứ làm như thế này xong mình bỏ tủ lạnh khoảng tầm 1 tiếng 2 tiếng nó sẽ thấm ngon. Càng lâu nó càng thấm. Đúng rồi. Khi mà mình ướp vô rồi thì mình để ở ngoài, để ở ngoài tầm 1 tiếng. Sau đó mình bỏ vô tủ lạnh là được 12 tiếng. Nếu khi mình bỏ vô tủ lạnh 12 tiếng qua hôm sau mình nấu nó càng ngon hơn nữa. Nó thấm vào trong. Đúng rồi. Nếu mà muốn ăn món này thì nên là làm trước bỏ tủ lạnh để ngày hôm sau làm. Do là chút nữa chúng ta còn có nước dừa, nước cốt dừa nữa nên là chúng ta sẽ cứ nêm từ từ trước. Không cần nêm quá gấp như lúc nãy anh nêm là nêm cho nó vừa thấm cái thịt thôi. Đúng rồi. Em nghĩ là trong thời gian mình ướp đi thì mình sẽ làm cái này, đúng. Chính xác phần này cho Tico đi. Tico cắt muối cao cho anh đi. Dạ. Biết cắt muối cao không? Chuyện nhỏ anh ơi. Rồi bây giờ em cắt nha. Đúng rồi. Cắt muối cao đi ha. Rồi, nửa củ thôi nha. Với phần ớt này mình sử dụng cái nửa củ thôi. Hay quá Tico ơi, đúng là con nấu bếp và thì con nấu bếp không biết nấu nhưng mà cũng phải biết sơ chế nguyên liệu chứ. Kính thưa quý vị, chúng ta đang gặp gỡ một truyền nhân rất là xuất sắc nha. Dạ rồi. Món nào, ok. Rồi, cắt vừa ăn luôn, ok thì cô. Anh nghĩ là với ớt này thì em có thể cắt nhiều nhiều nấm mèo chút xíu nữa. Em muốn nó sẽ nhiều nấm mèo. Cũng là truyền nhân có khác ha. Thì nhân phải biết cắt chứ anh. Ok thì anh, chế nguyên anh liệu. Đang khen mà anh đang em biết mà. Ok anh đang khen mà. Mình sẽ bắt đầu xào ớt đi ha. Nóng chảo. Ok làm nóng chảo xào ớt lên để em anh và anh cắt ớt với lại cái rau nêm nha. Ok anh có mời em hớt chảo thử cho anh coi không? Được không đi nào. Em sợ hớt xong lát hai đứa mình không có ớt để ăn. Nhưng mà em thấy nhà ba em hớt hay lắm anh, tại vì nhà em á là ông nội với lại chú em là làm về những cái món hoa mày hay có món cái chảo mà hất hất cái này nè. Ừ đúng rồi, cái chảo ấy nó có cái thế. Dạ, đúng rồi. Ở đây nó cũng nó khó này, mình phải dở cái chảo lên. Sau khi em xào cho săn lại hết ha. Dạ. Rồi mình sẽ cho vào đây khoảng 20g sa tế. Mình cho hết đi. Mình cho hết luôn. Em thích ăn cay lắm, em cực kỳ thích ăn cay. Cho hết luôn. Ok, cho hết luôn. Rồi, xào săn lại cho anh đi. Dạ. Món này nó rất là nhiều gia vị nên rất là thơm luôn. Tiếp theo là khi mà ớt xăng rồi thì mình sẽ cho vào đây nấm mèo đi. Mèo. Phần nấm mèo. Cho hết luôn. Rồi xăng rồi mình sẽ cho vào đây là anh sử dụng nước dừa tươi nguyên chất của Vicoco. Làm bằng 100% dừa tươi nguyên chất. Có vị ngọt tự nhiên và bao bì thân thiện với môi trường. Em rất thích uống nước dừa. Ừ, lon này rất là tiện mà bỏ vào tủ lạnh á. Ừ, nhiều khi bữa nào mình nóng trong người mình lấy ra mình uống nó cho nó mát. Dạ, yeah, cái gì em cũng biết hết. Ok. Cho vào đây xăm sắp nước này ha. Dạ. Cái mùi nước dừa rất thơm luôn anh. Đúng rồi. Nó rút vào ớt luôn ha. Chút nữa nó ráo cái nước này lại luôn. Sau khi mình xào cho cái nước dừa nó ngấm vào, nó ngấm vào ớt và nó bắt đầu hơi rút cạn ha. Mình sẽ sử dụng tới nước cốt dừa của Vicoco. Để nấu cái món xào lăn này ha. Trời, cái món này khá là ngon. Đúng nha rồi. Em thấy là dừa cái vị ngọt, nước dừa vị béo của dừa nữa. Ok. Như gì là thấy là ngon rồi đó. Rồi cái mùi nước dừa vô nó béo, nó thơm ghê luôn anh. Rồi, lúc này mình sẽ cho luôn hết tất cả hành tây vào. Và xào hành tây vừa chín tới là mình xong. Đúng rồi. Bước cuối cùng thì mình sẽ làm cho cái nước này nó hơi sệt nhẹ lại chút xíu. Chút nữa chúng ta có thể ăn với bún nè. Thì anh sẽ sử dụng bột năng của Mikko Hương Xưa. Được làm từ công nghệ Nhật Bản để mình làm cho cái nước nó sánh lại nó ngon hơn ha. Một nước một bột năng. Rồi cho nó sánh nước lại lại ha. Em thấy bắt đầu nước sánh lại luôn rồi. Đúng đó. Rồi. Nó sẽ ngon hơn ha. Và như vậy là anh em chúng ta vừa hoàn thành xong món ớt xào lăn ha. Cũng có công của em rất là nhiều trong đây luôn. Vậy thì anh em chúng ta còn chần chờ gì nữa nào, chúng ta hãy cùng nhau bắt tay vào làm món tiếp theo, đó là món
chè bột lọc ha. Ngày hôm nay mình có món ăn mặn rồi, mình sẽ làm thêm một món ngọt nữa là món chè bột lọc, rất là hấp dẫn. Để bắt đầu cái món chè bột lọc này thì đơn giản thôi. Chè bột lọc nhưng chúng ta sử dụng bột năng kết hợp với lại bột nếp. Định lượng là 2:1, thí dụ 2 bột năng thì 1 bột nếp. Dạ. Rồi, không em nghĩ cái món này anh cho em chỗ tài đi. Vậy chứ hả? Dù gì cũng là mang tiếng là con của đầu bếp, không lẽ cái món này em không làm được đúng không? Rồi, cho chỗ tài luôn. Nhưng mà trước tiên anh giới thiệu, bột năng này thì anh sử dụng bột năng của Mikko Hương Xưa, được làm từ công nghệ Nhật Bản. Thì bột nếp cũng của Mikko Hương Xưa cũng là công nghệ Nhật Bản luôn. Mình kết hợp lại với nhau mình làm ra cái món này nha. Rồi, cho em chỗ tài. Rồi, trời ơi. Rồi bây giờ là... Bây giờ em muốn là người cân đo cái lượng nước hay là người khuấy cái bột? Em nghĩ là anh chế nước đi. Ok, rồi. Em sẽ quậy bột. Được chưa? Được chưa? Được chưa? Rồi. Sau khi mà mình thấy bột nó hơi sánh nhẹ rồi ha. Dạ. Sánh nhẹ thấm đều nước rồi, mình sẽ cho bột nghỉ 10 phút. Sau đó mình lấy bột ra, mình nhồi nó nhuyễn, rồi sau đó mình vo viên nó, mình tiến hành nấu chè. Ok. Dạ. Sau khi bột nghỉ ra được 10 phút, mình sẽ cho vào đây khoảng một muỗng nhỏ dầu ăn ha. Dạ. Để mình tiến hành nhồi bột. Mình sẽ bắt đầu nhồi luôn ha. Dạ. Chúng mình để nấu chè, anh để vào viên. Rồi, mình được cái cục bột vậy ha. Mình cho ra đây đi, mình làm cho nó dễ. Rồi, giờ mình bắt viên đi. Rồi, từng viên ha, mình cứ bắt viên tròn thôi. Wow, có sự giúp sức của coi chúng ta đã hoàn thành. Không anh, mà cái món này cực hết ha. Giống như mình giống mấy... như lửa đậu với tấm cám nhằng mình do từng viên nhưng mà ăn này rất là nhanh. Đúng rồi, giống như là mấy cái trứng nhỏ cũng dễ thương với bột. Bây giờ nước sôi này mình cho vô hết luôn. Chừng nào nó nổi lên trên thì mình vớt lên đây. Mình vớt ra. Ô vậy là Tico. Trời ơi, em cũng nhiều là mà. Biết mà. Đúng không? Chờ nó nổi lên thôi. Mà em biết luôn cái món này khi mà mình nó nổi lên mình phải vớt, mình bỏ vô nước đá nó kìa, nước lạnh để cho nó săn lại. Đúng rồi, anh đã chuẩn bị một cái thau nước rất là lạnh rồi ha. Ta cùng đến với đầu bếp Tico tại Gian Nước Ngọt ha. Rồi bây giờ là sau khi nước sôi rồi em sẽ cho gừng với lại lá dứa vào cho nó thơm trước, sau mới bỏ đường. Đúng rồi, hay quá Tico ơi. Mình bỏ vừa ha. Dạ. Ok. Không thể thiếu lá dứa. Sau khi mà đợi nó bùng sôi lại cái lần nữa thì em sẽ bỏ đường vào, tại vì cho nó thơm cái lá dứa lên. Rồi. Bây giờ em sẽ cho đường vào. Ăn cân rồi đó, khoảng 200g cứ cho hết vô đi. Cho một ít chè thì nên tốt nhất là ăn đường phèn. Đường phèn. Tại cái vị nó sẽ thanh. Đúng vậy. Sau khi mà nó sôi rồi em sẽ cho... Rồi, tan đường rồi ha. Dạ. Cho cái này vào này nó thấm cái nước đường. Quá hay luôn. Anh nghĩ là chỉ cần làm theo cách của em là sẽ có một cái món chè rất là thành công luôn. Đợi cho nó sôi bùng lên một cái nữa là mình cái lượng sẽ đường, xong. Lượng nước chính xác là mình cứ lấy một ít nước 200g đường. Là chính xác, mình cứ... cho nấu cái món này thì em nghĩ là mình ăn không như vậy á thì nó cũng rất là ngon mà. Những người nào mà người ta muốn ăn béo á thì người ta cho thêm một tí xíu nước cốt dừa vô. Đúng rồi, mình sẽ cho một tí dừa nào. Dừa sót lại qua đây luôn, ăn sực sực.
cái phần đậu phộng này chút nữa anh cũng sẽ cho. Mình cho nhưng mình cho sao lên nó đúng. Giòn mình bỏ vào đây nó sẽ bị đúng, mềm. Đúng rồi, cho sao. Như vậy là chúng ta chỉ cần chờ cái bột lọc lên một chút xíu, cho cái bột lọc thấm rút cái đường vào trong nên lửa nhỏ một chút xíu thôi. Thì nó rút cái đường vào trong, chúng ta ăn cái chè nó sẽ ngọt ngọt, dai dai, giòn giòn ở phía trong. Thưa quý vị thì còn chờ gì nữa, anh em Ngọc Thuận và Tico Tiến Công sẽ mời quý vị ra bàn tiệc để chúng ta thưởng thức món chè bột lọc và ếch xào lăn. Mời Tico. Nãy giờ em nôn lắm rồi đó, cái phần mà nấu á là em nôn được cái phần cuối cùng nữa là được thưởng thức. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Em mời anh trước. Mời đi, ăn đi. Trời ơi, mời gì nữa. Thì em phải mời trước chứ. Anh lúc nào là cũng thích ui cái đằng trước hết á. Em cũng thích ăn cái đùi trước. Ok. Cái phần đùi là phần nhiều thịt nhất á. Đúng rồi. Tại vì là cái khớp của nó đó cũng rất là ngon ha. Gắp thêm một miếng nấm mèo. Đúng rồi. Chính xác luôn. Một tí hành. Rồi. Vừa tính tới ngon ha. Thịt ớt rất là dai. Mà nó thấm gia vị cực kỳ luôn. Ngon quá. Cái này thì anh em mình ăn không. Nếu em nghĩ là cái này mà ngon hơn nữa mình có thể miếng bún nè, hoặc là bánh mì. Nếu mà em ăn kiêng thì em sẽ có thể ăn chung với yến mạch. Yến mạch em sẽ pha ra kiểu như loạn loạn như cháo vậy đó. Em ăn cùng kèm cái này hoặc là ăn bánh mì đen cũng rất là ngon luôn á. Đúng rồi. Ngon quá. Cái nước dừa rất béo anh. Béo cực kỳ luôn, mà em thích ăn cái gì mà béo béo lắm nha. Em cảm giác cái nước cốt dừa này dù cho là nó đóng hộp nhưng mà nó vẫn là nguyên vị, kiểu giống như là nước dừa mà mình bắt nước cốt dừa ra trực tiếp vậy đó. Cái bột béo và rất là ngon. Béo nè, sánh mịn nè, thơm ngon nè. Em hay đi cắm trại mà kiểu như là lạc ở trong rừng á, thì nếu mà sau cái đợt này thì em biết tới cái nước cốt dừa này em nên đem theo. Để khi mà lên đi cắm trại em có vẫn có những cái nước cốt dừa để em nấu những cái món ăn hoặc là nấu chè cho mọi người trong cái lúc cắm trại nè. Ok. Hôm nay là bây giờ mình ăn món mặn rồi thì mình sẽ ăn tới món chè. Thử thì nó rất là thơm mùi gừng á, gừng với nước dừa. Dừa rồi lá dứa nè. Ngon quá anh ơi, gia vị vừa phải luôn á. Cái đồ ngọt nó rất là thâm. Mà đặc biệt là cái dừa nó sực sực. Ăn trứng cục đậu phộng rất ngon. Cái này á, những cái buổi mà kiểu là buổi trưa hoặc là hơi nóng nóng á. Mình nấu này mình ăn nóng cũng được, hoặc mình ăn lạnh cũng rất là ngon á. Đúng rồi. Món này mình ăn lạnh cũng rất là ngon. Cảm ơn Tico rất nhiều ha. Cảm ơn em nhận lời mời tham dự chương trình. Đã phụ anh nấu cái món chè luôn, chứ không phải là anh phải mất công nấu nữa. Em cũng cảm ơn anh ngày hôm nay thì tới đã nấu cho em cái món ếch này cực ngon. Và đặc biệt là cho em chỗ tài tí xíu rồi nấu món chè này. Đúng rồi. Quá là ngon, không biết sao phù hợp vô em nấu món chè quá ngon rồi. Cảm ơn Tico rất nhiều. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình cũng như là theo dõi Thuận với Tico trong cái thời gian thực hiện đứng nấu bếp rồi ha. Mong là quý vị sẽ có thật nhiều sức khỏe nè, có nhiều niềm vui trong cuộc sống và thường xuyên nấu ăn nha.
là cái người mà gọi là có kinh nghiệm về ăn uống anh vị giác rất giỏi luôn, ăn uống rất hay luôn, em là ăn giỏi lắm. Nhưng mà cũng là cảm ơn anh, ngày hôm nay thì cái món ếch này thì em nghĩ là ăn cũng không có mập, tại vì nếu mà em ăn cái ếch này với lại yến mạch hoặc là bánh mì đen thì nó cũng rất là ngon, không mập luôn. Đúng rồi, bánh mì đen ăn với lại cái món của chúng ta thì nó cũng rất là hợp ha. Rồi chè, anh thấy chè đó nó hơi anh ơi, cái chè bột lọc này là cái món tuổi thơ của em. Em đọc thì em thích ăn cái gì mà dai dai lắm, cái gì dai là em thích ăn. Ok em. Rất cảm ơn em đã ngày hôm nay nhận lời đến tham dự chương trình Bếp Ngọt. Thì trước khi ra về mình có một món quà nhỏ nhỏ ha. Biết đâu sau cái chương trình này em về nhà rồi em sẽ xuống bếp và em nấu. Tự nấu hả? Tự nấu sẽ làm cho người thầy của anh cảm thấy là hôm nay con trai của mình nấu một cái món rất là ngon, hấp dẫn. Cảm ơn anh Thuận với lại chương trình đã mời em tới đây. Và đặc biệt là anh Thuận nấu cho em hai món ăn rất là ngon. Và em sẽ cố gắng thử nấu cái món này về cho gia đình em ăn thử bằng cái phần quà này. Cảm ơn Tiến Công rất là nhiều. Kính thưa quý vị, như vậy là khung giờ phát sóng của chúng tôi cũng đã kết thúc. Quý vị cũng đừng quên khung giờ phát sóng là 17:10, chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9. Rất cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Việt Coco, tinh hoa dừa Việt. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.